tôi kể người nghe chuyện xưa mà thật có một người con hiếu đứng mục kiên liên đi xuống tận âm cung nước mắt lệ sầu tư vì thấy mau thân bà ngại xưa huy bang đến nay đọa trầm luôn ôi lòng quảng đạo mục liên về chân tâm cầu phương cứu tế nhớ lại mẫu thân đôi khăn nhiều năm qua đau nhói cả tâm can vì mãi nghiệp nhân luôn cố chấp chưa giải hoàn thiện nên nay luôn ưu phiền đem cơm cho bà mà lòng như thanh hương cho người thân chư Phật hay ban cho lời huân từ mong đời bớt gây thêm nghiệp chướng thâm sâu cho lỡ kiếp về sau đem tâm tự bi rải cùng thập quân xanh hạnh tử trong ấm ngài bạn thành tâm nguyện cầu cùng mười phương tăng chúng cúng dường trái viên tâm hướng về người thân mong thoát nạn phiền nào từ đó mau tâm siêu thoát cảnh tâm tối âm cung tâm tư luôn an nhàn gương xưa nay còn hằng lưu hậu thế cho muôn người nói kể người nghe chuyện xưa mà thật có một người con hiếu đứng mục kiên liên đi xuống tận âm cung nước mắt lệ sầu thương vì thấy bao thân đang vương mang cho bà ngày xưa huy bang đến nay đọa trầm luân thành tâm nguyện cầu cùng mưa